cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Hải quân Ấn Độ đã biên chế tàu ngầm hạt nhân nội địa Arighat là chiến hạm thứ hai trong lớp tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Arihant. Buổi lễ đánh dấu bước phát triển đáng kể trong năng lực hạt nhân chiến lược cũng cho thấy năng lực phát triển vũ khí đáng gờm của Ấn Độ. Lễ biên chế tàu ngầm hạt nhân INS Arighat diễn ra vào ngày 29 tháng 8 vừa qua tại trung tâm đóng tàu SPC ở bang Andhra Pradesh với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh. Buổi lễ diễn ra tương đối kín đáo và phù hợp với tính bí mật của chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo mà Ấn Độ đang triển khai. Arighat nghĩa là người hủy diệt kẻ thù trong tiếng Hindi, mang số hiệu S-3 và là chiến hạm thứ hai trong lớp tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Arihant. Chiến hạm đầu tiên của lớp này là Arihant, có chiều dài 111m, lượng dãn nước 6.000 tấn khi nổi và được biên chế vào tháng 8 năm 2016. Arighat được hạ thủy năm 2017, trải qua nhiều đợt thử nghiệm trên biển và dường như được chứng nhận sẵn sàng phục vụ vào đầu tháng 8. Arighat có một số cải tiến so với chiến hạm đầu tiên cùng lớp, song Ấn Độ chưa công bố những chi tiết. Hai chiến hạm dùng chung hệ thống đẩy gồm lò phản ứng nội địa công suất 83 MW, có thể đạt tốc độ từ 22 tới 28 km khi nổi và 44 km/h khi lặn. Arighat có cùng kích thước, chiều dài và lượng dãn nước so với Arihant, nhưng tàu ngầm mới có thể mang nhiều tên lửa đạn đạo hơn. Tàu ngầm mới cũng có năng lực hiệu quả hơn khi hoạt động và có khả năng tàng hình cao hơn so với chiến hạm trước đó. Tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm là K-15, được nhận định là mẫu chuyển tiếp với vai trò chính là tăng kinh nghiệm của Hải quân Ấn Độ trong vận hành tên lửa đạn đạo phóng thử tàu ngầm. Ấn Độ đang phát triển tên lửa K-4, dường như sẽ trang bị cho tàu ngầm Arighat. K-4 có tầm bắn lên tới 4.000 km và có thể mang theo đầu đạn hạt nhân chiến lược nặng 2,5 tấn. Chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo cho thấy Ấn Độ đang ưu tiên năng lực răn đe hạt nhân trên biển sau nhiều năm tập trung vào vũ khí hạt nhân phóng từ bệ phóng mặt đất hoặc máy bay. Được biết, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng mang tên lửa đạn đạo thứ 3 của Ấn Độ, dự kiến mang tên INS Aridaman, cũng sẽ được đưa vào hoạt động vào năm tới. Do vị trí của Ấn Độ nằm ở trung tâm khu vực Ấn Độ Dương, việc biên chế hai tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo có thể tạo ra đòn bẩy chiến lược, đóng vai trò răn đe bất kỳ lực lượng hải quân nào muốn phô trương sức mạnh trong khu vực. Cả hai tàu ngầm hạt nhân INS Arihant và Arighat đều được trang bị lò phản ứng hạt nhân nội địa và tên lửa hạt nhân nội địa. Theo kế hoạch, sau khi đưa biên chế đầy đủ các tàu hạt nhân lớp Arihant, Ấn Độ sẽ tiến hành phát triển và đóng lớp tàu ngầm mới có khả năng mang tên lửa đầu đạn hạt nhân với tầm bắn lên tới 3.000 km và có nhiều ống phóng tên lửa hơn. Năng lực đáng gờm của Hải quân Ấn Độ. Trong thời gian qua, việc đưa vào sử dụng các vũ khí nội địa không chỉ giúp Hải quân Ấn Độ tăng cường sự tự chủ chiến lược mà còn nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và ứng phó với những thách thức ngày càng gia tăng. Ấn Độ giống như tất cả các cường quốc quân sự lớn đã và đang có những nỗ lực lâu dài nhằm đáp ứng các yêu cầu quốc phòng trong nước. Máy bay chiến đấu HF-24 Marut, máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tiên Giáp, xe tăng chiến đấu chủ lực Azun, tàu khu trục Linder, tàu sân bay nội địa Vikrant, tàu khu trục lớp Kolkata và Vissa Khapatnam hay tàu ngầm hạt nhân Arihant đã cho thấy sự thành công tương đối của Ấn Độ trong việc tạo dựng năng lực hạt nhân trong nước để xây dựng nền tảng hải quân. Trên thực tế, nội địa hóa là trọng tâm chính trong các nỗ lực hiện đại hóa và mua sắm quốc phòng của Ấn Độ. Ấn Độ phần lớn phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài không chỉ về nền tảng quốc phòng, thiết bị và hệ thống vũ khí, mà còn về phụ tùng thay thế và bảo trì. Điều này có nghĩa là ngay cả trong các cuộc khủng hoảng, quân đội Ấn Độ vẫn phải phụ thuộc vào vật tư và phụ tùng thay thế từ nước ngoài. Một lý do quan trọng khác đằng sau việc thúc đẩy khả năng tự lực nội địa hóa thiết bị quốc phòng đó là chi phí kinh tế mà đất nước phải gánh chịu do nhập khẩu quốc phòng ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa. Quá trình nội địa hóa vũ khí lớn hơn cũng là điều cần thiết để biến nỗ lực xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ thành hiện thực. Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi đã kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng với mục tiêu đầy tham vọng là xuất khẩu khí tài quân sự 5 tỷ đô la Mỹ vào năm sau, năm 2025. Hải quân Ấn Độ được cho là thành công hơn với hai lực lượng còn lại khi thiết kế thử nghiệm, xây dựng cũng như đưa vào sử dụng các vũ khí nội địa. Người đứng đầu lực lượng Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Hari Kumar nhấn mạnh, tự lực trong phòng thủ không chỉ là mệnh lệnh kinh tế mà còn là yêu cầu chiến lược để giữ quyền tự chủ.
Trong thời gian qua, việc đưa vào sử dụng các vũ khí nội địa không chỉ giúp Hải quân Ấn Độ tăng cường sự tự chủ chiến lược mà còn nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và ứng phó với những thách thức ngày càng gia tăng. Vũ khí nội địa nâng tầm sức mạnh Hải quân Ấn Độ. Hồi cuối tháng 9 năm 2022, Hải quân Ấn Độ đã đạt được cột mốc quan trọng khi tàu sân bay INS Vikrant do nước này lần đầu tiên tự chế tạo đã được trạng thái hoạt động hoàn toàn. Sự phát triển này đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia ưu tú có khả năng chế tạo và triển khai tàu sân bay. INS Vikrant dài 262m, rộng 62m, có lượng dạn nước khoảng 40.000 tấn. Trước đó, Hải quân Ấn Độ chỉ có duy nhất một tàu sân bay đang hoạt động là INS Vikramaditya, được mua từ Nga. Thủ tướng Narendra Modi từng khẳng định trong một bài phát biểu rằng việc hoàn thành INS Vikrant là dấu hiệu cho thấy Ấn Độ đang trên đường trở thành một quốc gia tự lực. Vào tháng 6 năm 2023, Hải quân Ấn Độ đã mang đến cái nhìn khái quát về hoạt động của nhiều tàu sân bay trong tương lai bằng cách chứng minh việc triển khai phối hợp hai nhóm tàu tác chiến sân bay cùng với hơn 35 máy bay ở biển Ả Rập. Cuộc tập trận có sự kết hợp liền mạch của hai tàu sân bay INS Vikramaditya và INS Vikrant được chế tạo trong nước cùng với một đội gồm các loại tàu, tàu ngầm và máy bay đa dạng. Đây không phải là một thành tựu nhỏ và Hải quân Ấn Độ là một trong số ít các quốc gia trên thế giới vận hành nhiều hơn một tàu sân bay. Ngoài ra không thể kể tới vai trò của tàu ngầm hạt nhân INS Ariane là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên do Hải quân Ấn Độ tự chế tạo, hạ thủy vào năm 2009. Tàu khu trục lớp Kolkata là lớp tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường được chế tạo cho Hải quân Ấn Độ. Lớp này gồm 3 tàu Kolkata, Kochi và Chennai là những tàu khu trục lớn nhất được Hải quân Ấn Độ vận hành, là minh chứng cho khả năng phòng thủ ngày càng tăng và quyền tự chủ chiến lược của Ấn Độ. Chúng được trang bị nhiều loại vũ khí mạnh mẽ, bao gồm hệ thống tên lửa BrahMos, cho phép tấn công mục tiêu ở tốc độ siêu thanh, đảm bảo lợi thế nhanh chóng và mang tính quyết định trong các hoạt động chiến đấu. Ngoài ra, Ấn Độ cũng chủ động hoàn toàn trong việc đóng các tàu khu trục tên lửa tàng hình, tàu khu trục, tàu hộ tống loại nhỏ, tàu ngầm diesel điện, các tàu tên lửa hay tàu tuần tra xa bờ. Tất cả cho thấy những thành tựu đáng nể của lực lượng Hải quân Ấn Độ ngày càng lớn mạnh, cho thấy sức mạnh của một thế lực lớn ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.